Nhắc đến những món đặc sản Hà Tĩnh, ta không quên nhắc đến gỏi cá đục. Đây là món ăn gắn liền với vùng biển, là một thức quà đặc biệt của người dân Hà Tĩnh. Cá đục nhỏ, dài khoảng 10 đến 15 cm. Nó chỉ là to hơn ngón tay cái một chút, hình thù bên ngoài trông cũng giống như là cá bống của nước ngọt. Cá đục có thể chế biến được nhiều món rất là ngon như là cá kho tiêu, bởi vì thịt của cá đục rất là ngon, trắng, có vị ngọt thơm, thanh mát, và nó là một cái sự lựa chọn tuyệt hảo để làm nên cái món gỏi cá đục. Vì thế, vừa qua gỏi cá đục cũng được xếp là một trong top 100 món ăn ngon nhất của Việt Nam. Gỏi cá đục của Hà Tĩnh khiến nhiều người lưu luyến khi đến vùng đất đầy nắng và gió. Nguyên liệu để làm nên món gỏi cá đục của Hà Tĩnh gồm có cá đục tươi, hành tây, ngò rí, chanh tươi, lạc, bánh đa mỏng, lá sung, lá đinh lăng, lá xoài non, xoài xanh, khế chua, chuối xanh. Gia vị gồm có muối, bột ngọt và đường. Cách chế biến: cá đục tươi sau khi sơ chế sạch và an toàn, cá sẽ được làng lấy phần thịt phi lê, để ướp một lần với nước cốt chanh. Giai đoạn này mình ướp khoảng 15 phút, sau đó cá sẽ chín một cách tự nhiên, vớt ra mình vắt khô và để ráo. Gia vị để bóc gỏi gồm có ớt, tỏi, chúng ta đem giã nhỏ và cho vào một ít muối, bột ngọt, đường trộn đều. Có thể cho thêm một ít dưa nấu nhỏ, lạc rang, hành tây thái lát mỏng, ngâm chua ngọt với ớt và rau thơm. Đó là gia vị để bóp trộn đều với cá. Món gỏi cá đục nhất thiết phải có các loại rau thơm như là lá sung, lá đinh lăng, lá xoài non cùng với xoài xanh, khế chua, chuối xanh, thái lát mỏng. Khi ăn thì mình sử dụng loại bánh mỏng giống như là bánh đa nem, cuộn với gỏi, chấm với nước leo. Bạn sẽ cảm nhận được vị béo của cá, vị bùi của lạc thơm, vị cay, vị chua lẫn vị thanh ngọt. Ăn rất là đặc biệt.